Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khoảng tạm giảm mưa vào hôm nay thì đến chiều và tối, khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ đã đều xuất hiện mây dông và gây mưa cho nhiều nơi. Dự báo là chiều và tối nay thì mưa dông sẽ còn tiếp tục xuất hiện ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó đáng chú ý là phía Nam của Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ là những nơi sẽ xuất hiện nhiều điểm mưa vừa, mưa to, thậm chí là mưa rất to, tương ứng là màu xanh lá cây này. Cần phải đề phòng với ngập úng cục bộ và nguy cơ cao tiềm ẩn lốc, sét, gió giật mạnh. Trước khi chuyển mưa thì trưa mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ có nắng. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác 30 đến 33 độ, chỉ riêng có Đà Lạt là thấp hơn hẳn 24 độ nhờ có lợi thế địa hình cao. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở hầu khắp các thành phố của Trung Bộ. Vào giữa trưa và đầu giờ chiều thì cũng khá nóng, nhiệt độ phổ biến là từ 32 cho tới khoảng là 34 độ, chỉ riêng có Nha Trang và Phan Thiết trong ngày có lúc có mưa 29 đến 31 độ. Với Bắc Bộ, dự báo trong tối và đêm nay khả năng sẽ có mưa ở khu vực vùng núi. Sau đó đến trưa và chiều mai thì trời sẽ chuyển nắng và khá nóng khi mà mức nhiệt ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố phổ biến là từ 33 đến 34 độ. Thậm chí Cao Bằng hay là Hòa Bình còn lên mức nắng nóng 35 độ. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ở ngoài trời vào khoảng giữa trưa. Chuyển sang thời tiết biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có thời tiết tốt. Ngày mai trời sẽ có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển êm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.